Xin chào quý cô chú anh chị, lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình một căn nhà cực kỳ đặc biệt luôn, và nó mới xây xong luôn. Vị trí ở đây là nằm tại là trục đường Ba Làng. Ở căn nhà này mình sẽ di chuyển ra những nơi như là quốc lộ 1A nè, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh, tầm một cây tới một cây rưỡi thôi. Và căn nhà hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình có thiết kế là 6 x 16, thiết kế cho mình là đến một trệt một lầu, và thiết kế cho mình theo dạng là máy hộp. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà này cực kỳ rộng luôn. Và đường này là đường bê tông 4m nên xe ô tô, xe tải vô được tới nhà mình luôn. Và căn nhà này thiết kế cho mình tới là một trệt một lầu, gồm một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình vô bên trong. Và đây là khoảng sân trước của căn nhà của mình. Thì ở đây lắp thêm cho mình lớp cửa, là lắp cửa đầu tiên là cửa sắt hợp sơn tĩnh điện sơn cho mình màu đen. Sắt hợp sơn tĩnh điện mà sơn cho mình màu đen thì cửa này mình sẽ xài rất là lâu luôn. Và khổ sân trước này rộng cho mình tới gần là 5m. Nên xe ô tô vô được 4 chỗ, vô được tới nhà mình luôn, cực kỳ rộng rãi ra. Và ở đây là có một khoảng hành lang cho mình. Mình về đây mình trồng hoa đồ nè, cũng lắp hết cho mình là những hàng rào che hết luôn. Cực quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà mình cực kỳ là rộng rãi luôn. Và đi cho mình hết là những hệ thống đèn đuốc đồ. Và căn nhà này bên em cũng lắp mái che luôn cho mình. Đặc biệt của căn nhà là nằm ở hướng nam nên nhìn cực kỳ là mát mẻ luôn. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình vô bên trong. Quý cô chú anh chị mình cũng thấy mặt dựng là lắp gạch từ dưới lên trên hết cho mình. Đó, rất là đẹp. Căn nhà này đến tới là 3 lớp cửa. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy đây là một lớp cửa kéo, và lớp cửa cuối cùng là cửa nhôm sinh pha và lớp kính cường lực. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Căn nhà này thì đi cho mình là tông màu trắng, quý cô chú anh chị cũng thấy. Thì bây giờ căn nhà này bên em mới xây xong nên còn hơi bừa bộn, nên quý cô chú anh chị mình thông cảm. Gạch vẫn là gạch 60 bóng kính cho mình. Hai bên tường thì lên gạch cho mình tới 1m2. Gạch mà lên tường tới 1m2 thì căn nhà mình thoáng hơn, mát hơn và sáng hơn. Đi cho mình hết là những hệ thống đèn đô, lon, đèn lót và hệ thống đèn điện âm tường hết cho mình. Sau này mình về mình có lắp máy lạnh vô và mình sử dụng. Phía tay của em sau này mình về mình sẽ lắp được một, mình để một bộ ghế sofa ở đây. Ở phía bên đây của em thì mình sẽ về mình bỏ được một bộ kệ để tivi lên, mình ngồi đây mình tiếp khách cực kỳ rộng rãi luôn. Và dưới hốc chân cầu thang thì bên em để trống, sau này mình về mình có bỏ những đồ vật mình yêu quý như kệ tủ đồ rất là rộng luôn. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình tiến xuống phòng ngủ cho người lớn tuổi mình sử dụng. Phòng ngủ này rộng cho mình tới là 12 tới 15 mét vuông, thuận tiện cho việc người lớn tuổi mà không lên lầu được sống ở đây, rất là rộng rãi luôn. Gạch vẫn lên tường hết cho mình là 1m2, và gạch là bóng kính 60 cm. Đi cho mình hết là những hệ thống đèn lon, đèn lót, dây điện âm tường. Sau này về mình có lắp máy lạnh nhưng mà mình sử dụng thôi. Cửa là cửa nhôm sinh pha và kính chống mờ, làm cho căn phòng mình rất là yên tĩnh luôn. Và khoảng hành lang này thì rộng cho mình tới là 1m2, nên mình có di chuyển bê bát đồ vật xuống bếp rất là nhanh gọn luôn. Và khoảng không gian phòng bếp thì bên em cũng thiết kế cho mình nè, kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới, rất là mới mẻ luôn. Kệ tủ này cực kỳ là mới luôn, quý cô chú anh chị cũng thấy. Bề mặt tiếp xúc bếp lắp cho mình lớp đá hoa cương hình chữ L. Lớp đá hoa cương này mà mình có lau chùi rất là nhanh gọn nè. Và bồn rửa chén rất là mới, nước cũng vô đầy đủ cho mình. Nhà này là điện riêng, nước riêng, quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ là đẹp luôn. Đây là khoảng không gian sau này mình về mình lắp máy giặt vô và mình sử dụng, cực kỳ là rộng. Và nhà vệ sinh thì bên em cũng thiết kế công dụng cũng như là lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen. Gạch cũng lên tường hết luôn cho mình, nên nhìn căn nhà vệ sinh cực kỳ là đẹp luôn. Và ở khoảng không gian này bên em cũng thiết kế cho mình, sau này về mình lắp tủ lạnh nhưng mà mình sử dụng. Bên em thiết kế hết đầy đủ hết cho mình trong căn nhà này luôn. Mình chỉ còn mua mình chuyển nội thất vô và mình sử dụng căn nhà này thôi. Ở đây thì cũng có hành lang mình mở cửa cho mình, nên nhìn căn nhà mình cực kỳ là mát mẻ luôn. Đặc biệt của căn nhà này nằm hướng nam nên mình nhìn căn nhà mình cực kỳ là mát. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình di chuyển theo em, mình lên tới cầu thang. Cầu thang thì bên em thiết kế cho mình bề mặt tiếp xúc cầu thang là lớp cho mình là lớp đá hoa cương. Tay vịn lớp cho mình là lớp sắt và lớp kính cường lực từ dưới lên trên, nên nhìn cái cầu thang này rất là an toàn. Trẻ em mình có di chuyển lên cầu thang cực kỳ là an toàn. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình lên xem trên tầng 1 của căn nhà này. Và hiện tại em đang tiến lên cầu thang trên tầng 1 để giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Thì trước khi mình lên tầng 1 mình sẽ thấy hệ thống giếng trời trên cầu thang này rất là nhiều luôn. Đó là cho căn nhà mình cực kỳ là sáng sủa và mới mẻ luôn. Ở trên tầng 1 này thiết kế cho mình là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Khoảng không gian này nè, mình về mình có thể sử dụng làm một nơi như phòng thờ cũng được, hoặc là mình làm một nơi cho con em vui chơi, cực kỳ là rộng rãi luôn.
và có một nhà vệ sinh sử dụng chung ở đây. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy nhà vệ sinh này thì công dụng cũng như lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen rất là rộng rãi luôn. Và đây là căn phòng thứ hai trong ngôi nhà, quý cô chú anh chị cũng thấy rộng cho mình tới là khoảng 12 tới 15 mét vuông. Ở đây á, gia đình mình đông quá thì mình sử dụng mình làm phòng ngủ cho con em mình cũng được, gia đình mình ít người mình sử dụng mình làm phòng thờ, cũng đi hết những hệ thống đèn điện âm tường hết cho mình, đi cho mình là những hệ thống trần thạch cao, lắp hết cho mình là những điện, hệ thống đèn lon, đèn led. Và đặc biệt của căn phòng này có một cái hệ thống ban công, thì quý cô chú anh chị mình ra đây thì thấy ban công ở đây rất là đẹp luôn. Tay vịn vẫn là sắt và lắp thêm cho mình đó là lắp kính cường lực ở đây. Và ban công này thì đi cho mình nó là hình chữ L, quý cô chú anh chị cũng thấy rất là dài luôn. Và ở bên đây thì cũng có một khoảng không gian mình về mình sử dụng mình làm cây trồng cây nè, đó cực kỳ là rộng rãi luôn. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình tham quan mật độ dân cư ở đây, nhà rất là đông đúc và nhiều. Căn nhà này đặc biệt là có mái che luôn cho mình, quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ là mát mẻ. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình đi xuống bên dưới để em báo lại mức giá của căn nhà này. Và nãy giờ thì quý cô chú anh chị mình cũng đi theo em để tham quan một vòng căn nhà này. Một căn nhà thiết kế cho mình đó là diện tích 6x16, thiết kế cho mình là một trệt một lầu và thiết kế cho mình là mấy hộp. Căn nhà này gồm là một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và thiết kế cho mình hết đầy đủ luôn. Đó, quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà này đặc biệt là đúc suốt 2 tấm cho mình. Và em báo lại vị trí của căn nhà này nằm tại là trục đường Ba Làng. Ở đây di chuyển ra những nơi như quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh tầm 1 km tới 1,5 cây thôi. Và căn nhà này á thì đường xe hơi, xe tải vô được tới nhà mình luôn. Đó cực kỳ là rộng rãi luôn, sân để xe hơi. Quý cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì hãy gọi đến số điện thoại bên dưới của em. Em sẽ dẫn quý cô chú anh chị mình đi tham quan căn nhà này. Và video của em tới đây cũng dài rồi. Thì em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo.